Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai tập 102. Khi Lý Mộ về nhà, Liễu Hàm Yên và Nữ Hoàng vừa nói vừa cười, tựa như cái gì cũng chưa có xảy ra. Cái này thật ra rất kỳ quái, dù sao các nàng trước giờ đó không gặp mặt, nhưng lời từng nói cộng lại cũng hơn không tới năm câu. Nữ Hoàng có kiêu ngạo của nàng, sẽ không dễ dàng hạ thấp thân phận của mình. Liễu Hàm Yên cũng có kiêu ngạo của Liễu Hàm Yên, người nàng không thích cho dù là thân phận cao quý tới đâu cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm một câu. Nhưng chỉ là lại là các nàng chủ động trước. Liễu Hàm Yên tuy chưa rõ nhưng Lý Mộ lại nào sẽ không rõ lấy tính tình cao ngạo của nàng nguyện ý chủ động nịnh hót nữ hoàng rốt cuộc ý nghĩa gì đây. Làm thế tử nàng đang nghĩ cho Lý Mộ trăm năm về sau. Kết hợp nàng vừa rồi nói với Lý Mộ, rất thiển nhiên, ở trong mắt của nàng, nữ hoàng chính là nhân tuyển tốt nhất, thiên phú tốt hơn các nàng, tuổi thọ dài hơn các nàng, có thể bầu bạn Lý Mộ mãi, thẳng đến khi hắn hết tuổi thọ. Sau khi nữ hoàng về cung, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, ở trung lông ngày, Lý Mộ đã sớm hiểu được ý tứ trong ánh mắt, một động tác của nàng theo nàng đi vào phòng liễu hàm yên ngồi ở bên giường vô vỗ bên cạnh người lý mộ đi qua ngồi bên cạnh nàng liễu hàm yên hỏi chàng rốt cuộc không nhìn ra ý tứ của bệ hạ đối với chàng sao lý mộ cẩn thận nói có ý tứ gì liễu hàm yên ở bên hồng hắn véo một cái nói nơi này lại không có người ngoài chàng ở đây giả vờ với ta có ý tứ sao chịu chiêu trò của liễu hàm yên hãm hại sâu lý mộ đã sớm sẽ không có động chủ động lao vào bẫy hỏi. Nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng nói rõ đi. Nàng không nói ta làm sao biết nàng có ý tứ gì đây? Liễu Hàm biên sau khi bình tâm tĩnh khí chậm rãi nói. Bệ hạ còn trẻ tuổi như vậy đã là cường giả cảnh giới thứ bảy. Ta không tin chàng nhìn không ra tâm ý của bệ hạ đối với chàng. Chàng nếu còn có ý tưởng đợi tới sau khi ta cùng bội muội hết tuổi thọ lại bên nhau với bệ hạ, Ta khuyên chàng vẫn là sớm bày tỏ tâm ý cùng với nàng đi. Chàng chẳng nhẽ muốn để nàng chờ chàng một trăm năm sau. Lý mộ nhìn nàng hỏi. Thế nàng không sợ nhớ đâu các nàng thăng cấp cảnh giới thứ bảy, đến lúc đó hối hận sao? Liệu hàm yên cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khóa tay nói. Thôi, coi như ta chưa có nói gì. Ra khỏi phòng, Lý mộ bởi vì tự trách mình lắm miệng nhẹ nhàng tát mình một cái khi tới trong sân tâm tình hắn lại trầm trọng xuống là liễu hàm biên đa sầu đa cảm cũng tốt phòng ngừa chu đáo cũng thế rồi có một ngày Lý mộ phải đối mặt vấn đề này hắn đối với bản thân thăng cấp cảnh giới thứ bảy không có bất cứ sự hoài nghi nào truyền thừa của phù lục phái niệm lực dân chúng của đại chu niệm lực bầy yêu tiên hồ quốc có thể khiến hắn trong ở trong hơn 20 năm thậm chí thời gian ngắn hơn một bước nữa tiến vào cảnh giới thứ bảy. Nhưng Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh thì sao đây? Cùng với Văn Vãn và Tiểu Bạch thì sao nào? Giới tu hành có một nhận thức chung, siêu thoát chính là một phần cố gắng cộng thêm chín phần truyền thừa từ chất cá nhân, trình độ cố gắng tu hành thật ra không phải nhân tố quyết định có thể bước vào cảnh giới thứ bảy hay không. Nếu hoàng bởi đế khí mà siêu thoát, Huyền chân tử cùng với Ngọc chân tử là vì truyền thừa của Phù lục phái. Thành sát làm vương cùng với vạn huyễn thiên quân cũng là hợp sức yêu quốc khổ tu mấy chục năm mới có tu vi này. Bản thân Lý Mộ có lòng tin thăng cấp. Liễu Hàm Yên vừa đi thành mặc dù là dựa vào phù lục phái cũng chỉ có một tia hy vọng. tia Bành và Vãn Vãn lại ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Lý Mộ tinh thông thần thông thuật pháp hai tộc nhân yêu lại hoàn toàn lĩnh ngộ thiên tư đan đỉnh phái nhưng lại không có một loại biện pháp nào có thể khiến cho các nàng như mình dễ dàng vượt qua lạch trời này trừ phi dùng phép huyết tế hồn tế ma đạo tương tự thiên huyễn thượng nhân nhưng loại phương pháp này hắn ngay cả cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc lý mộ cẩn thận suy nghĩ một ngày phương pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là lập quốc đường tắt tu hành nhanh nhất là lợi dụng niệm lực sinh linh mà phương pháp thu thập niệm lực sinh linh đơn giản nhất đó là giống với đại chu cùng với ung quốc ở dân gian thành lập quốc miếu dùng sức cả một quốc gia thai nghén ra đế ký ung quốc năm đời minh quân chăm lo việc nước ở trong thời gian không đến trăm năm thai nghén ra ba luồng đế khí tạo ra ba vị cường giả cảnh Thế thứ bảy cho hoàng thất lý mộ tin tưởng hắn cũng có thể làm được nhưng chỉ là như vậy, hắn liền không thể ở lại ở Đại Chu, không khỏi có chút lỗi, có lỗi với nữ hoàng. Lý mộ tâm sự lặng nề đi vào trong hoàng cung. Khi đi ngang qua trung tư tỉnh, từ bên trung tư tỉnh bỗng nhiên chạy ra một bóng người, lưu nghi bắt lấy cổ tay áo của Lý mộ nói. Ồ, oh, Lý Đại nhân, đi đâu vậy? Lý mộ chưa có trả lời nhíu mày hỏi. Lưu đại nhân có việc gì? Lưu nghi vội vàng nói, ồ ờ, không phải bản quan có việc là trung thư tỉnh có việc mấy ngày nay trong chiều việc lớn việc nhỏ không có ngừng mấy vị đồng nghiệp trung thư tỉnh thật sự là không làm xòe được ta muốn hỏi một câu lý đại nhân khi nào về nhà khi lý mộ ở trung thư tỉnh hắn trái lại chưa cảm thấy có cái gì khi lý mộ không có mặt toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên người hắn Liều nghi mới biết được mọi việc gian nan việc lớn việc nhỏ đều cần hắn chủ tính chu trung quy hoạch lại nếu là hắn có thể chấn trụ các bộ các ti thì thôi nhưng lấy uy vọng cùng với thực lực của hắn căn bản không áp chế được phía dưới chính lệnh gặp phải loại can trở mấy ngày nay cũng sầu gần đến chết rồi Lượng đế khí tiếp theo của tổ miếu còn chưa quyết định thuộc về ai hắn cũng không biết là đang làm áo cưới cho ai đây bị liễu hàm yên phòng ngừa chu đáo ảnh hưởng tâm tư của Lý Mộ sớm không ở quốc sự, vất vất tay nói. Thôi, Lưu Đại Nhân coi như là trong thư tình không có ta người này đi, ta đi trước, hẹn gặp lại nha. Dứt lời, hắn cũng không nhìn Lưu Nghi lập tức rời khỏi nơi đây. Lưu Nghi nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt nghi hoặc, không biết hắn đây là làm sao, chẳng lẽ là nương tử trong nhà nghe lời đồn đãi về hắn cùng với nữ hoàng cãi nhau với hắn sao? lưu nghi lắc lắc đầu cái này cũng không thể trách nương tử của hắn dân chúng nghe được loại lời đồn này không khiển trách thì thôi ngược lại còn hô hào bệ hạ lập lý đại nhân làm hậu để họ bọn họ thật sự sinh một đứa đổi hắn là nương tử của lý đại nhân hắn cũng không thể nhịn nào có ai ức hiếp người ta như vậy đây cung trường nhạc tại điểm lý mộ đi vào đại điện nhìn thấy nữ hoàng ngồi ở trên ghế rồng tựa như là đang tự hỏi cách chuyện gì lý mộ chưa quên nhớ của nàng nghĩ lát nữa mở miệng với nàng như thế nào hắn tuy không thể khiến đám người liễu hàm yên tiến vào cảnh giới thứ bảy nhưng khiến các nàng sớm tiến vào cảnh giới thứ sáu vẫn là có thể trong tiền thư đan đình phái có công thức phá cảnh đan nhằm vào tạo hóa cảnh phẩm giai đan này là thánh giai chỉ cần tài liệu đủ lý mộ có thể luyện chế hắn tính hướng nữ hoàng xin một kỳ nghỉ dài hạn đi siêu tầm tài liệu đan này liệu hàm yên khoan dung và rộng lượng ngược lại khiến lý mộ càng thêm thương nàng hắn tính màu chóng để các nàng thăng cấp cảnh giới thứ sáu để tránh nàng miên man suy nghĩ mãi chu vũ trầm ngâm hồi lâu như là đã làm ra quyết định gì nàng nhìn về phía lý mộ mở miệng đói chậm. lý mộ cũng ngẩng đầu hỏi thần Ánh mắt của hai người giao hội, Chu Vũ gật gật đầu nói. Chậm đang nghĩ xong, luồng đế khí tiếp theo kia cho ai rồi? Lý Mộ hỏi. Ai? Chủ Vũ nói. Cho Liễu Hàm Yên đi. Lý Mộ cho rằng mình đang nghe lầm, chấn kinh hỏi. ai cớ? Chủ Vũ nói. Cho nương tử nhà ngươi đây. Lý Mộ hồi lâu mới nhớ lấy lại tinh thần hỏi. Chỉ vì bởi vì nàng đang ngày ấy khen ngài xinh đẹp hay sao? Tự nhiên là không phải rồi. Trương Vũ liếc hắn nói. Chậm đã nghĩ rồi, Chấm đăng cơ đã 5 năm. Nếu đại chu lòng dân không mất, nhiều nhất qua 5 năm nữa sẽ có luồng đế khí thành thục. Đến lúc đó, nếu chấm tiếp tục làm nữ hoàng đại chu một luồng đế khí này liền có thể dùng để tạo thành thêm một đại chu một vị cường già cảnh giới thứ, thứ bảy nữa. Nếu lòng dân niệm lực có thể tăng trưởng như hai năm qua, như vậy, luồng đế khí tiếp theo thành thục, không cần tới 10 năm. Trong vòng trăm năm, ít nhất có thể ngưng tụ 10 luồng đế khí, ngưng tụ đế khí công lao của người người lớn nhất. Để lúc đó, lại cho nhị phu nhân nhà người một đạo, văn vãn một đạo, tiểu bạch một đạo, mai vệ một đạo, ly một đạo, thính tâm một đạo. Còn có thể lại còn vài đạo nữa. Nữ hoàng nói một phen khiến cho Lý Mộ đứng ngẩn ra thật lâu, đầu óc thoáng hẳn ra. Muốn ngừng tụ ra đế khí, cần gì phải lập nước. Hắn trước mắt đã có một đế quốc khổng lồ, dân cư nhiều nhất, lòng dân ngưng tụ nhất trên đại lục. lấy thể lấy thế lực của Đại Chu trước kia ngưng tụ ra một đạo đế khí, chậm thì hai mươi năm, lâu thì năm mươi năm. gặp Minh quân thì thời gian ngắn lại, gặp Hôn quân thì thời kỳ kéo dài. Lý mộ có lòng tin mang thời gian đế khí ngưng tụ rút ngắn lại đến trong vòng 10 năm. Chỉ cần đại chu có một ngày nắm giữ ở trong tay nữ hoàng, nàng liền có quyền xử trí tuyệt đối đối với đế khí. Nữ hoàng vẫn là nữ hoàng kia, người khác đối với nàng tốt một phần, nàng liền hận không thể trả lại 10 phần. Nếu hỏa miên chẳng qua là gấp cho nàng một miếng cá, khen một câu nàng xinh đẹp, nàng thế mà trực tiếp tặng một đồn đế khí, đây chỉ sợ là một con cá đắt nhất từ trước tới nay. Do đó, tâm nguyện lớn nhất của Lý Mộ đã hoàn thành, đế khí tấn thăng, chính là lực lượng cả nước, dân chúng đại tru ức vạn, mười năm liệm lực của ức vạn dân chúng tạo nên một vị cảnh giới thứ bảy còn không có đơn giản sao. Phương thức này tạo nên cảnh giới thứ bảy sẽ cường đại như nữ hoàng, thành sát lang vương và vạn huyễn thiên quân ở trước mặt các nàng như gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn cái này đối với mọi người đều là một chuyện tốt duy chỉ có đối với nữ hoàng thì không phải nàng vốn rất nhanh có thể rời khỏi lồng giam này đi một nơi không có ai tìm được nàng trồng hoa trồng cỏ bây giờ lại phải bị vây ở chỗ này cả đời chịu khổ là nàng được lợi chính là lý mộ chu vũ nhìn về phía lý mộ hỏi thế ý tứ của người như thế nào? Lý mộ lặng lẽ một lát nói, bệ hạ thật sự nguyện ý ở thần đô cả đời hay sao? Chu vũ thản nhiên nói, thế vậy phải xem ngươi rồi, ngươi không muốn giúp chấm, chấm một ngày làm hoàng đế cũng không có muốn làm, ngươi nếu muốn giúp chấm, chấm cho dù lầm là hoàng đế cả đời lại có cái gì đây? Lý mộ ướn ngược nghiêm túc nói, thần nguyện ý cả đời vì bệ hạ vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Chu Vũ liếc hắn. Chậm không muốn người vượt lửa qua sông. Người mỗi ngày giúp chậm xem sổ con, xử lý việc nước là đủ rồi. Lý mộ hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào mắt của nàng nói. Cảm ơn bệ hạ. Chu Vũ hỏi. Người vừa rồi muốn nói cái gì đây? Lý mộ không nói thêm gì, chỉ là vươn hai tay, dùng sức ôm nữ hoàng. Sắc mặt của Chu Vũ đỏ lên, hai tay lơ lửng ở sau lưng của Lý mộ, có chút không biết phải làm sao. Lý mộ rất nhanh buông nàng ra, xoay người, bước ra khỏi cung trường nhạc. Trung thư tình Lưu nghi vẻ mặt u sầu cầm lấy một tổ con, ngoài cửa bỗng nhiên có thanh âm quen thuộc vang lên. Lý mộ đi vào trong phòng làm việc, lớn tương đói. Thôi, để đó cho ta đi. Mấy canh giờ sau, Lý mộ vượt ở trước khi cửa cung đóng lại, đi ra khỏi trung thư tình. Làm việc cho mình cùng với làm việc cho người khác cảm giác hoàn toàn là khác nhau, Lý mộ trước kia xem mỗi một phần sổ con đều sẽ nói cho bản thân hắn vất vả hao tâm tốn sức như vậy không phải là vì triều đình đại chu là vì dân chúng đại chu vì lòng dân niệm lực vì đế khí ngưng tụ vì cùng người hắn yêu bạch đầu dài lão như vậy không chỉ sẽ không cảm thấy phiền thậm chí còn muốn xem thêm mấy phần khi về trong nhà đèn trong phòng lý thanh đã tắt đèn phòng liễu hàm yên lại vẫn còn sáng Lý Mộ đẩy cửa đi vào, phát hiện Lý Thanh cũng ở trong phòng của Liễu Hàm Yên. Lý Mộ nhìn các nàng nói. Vừa lúc các nàng đều chưa có ngủ, ta có một chuyện quan trọng muốn nói cho các nàng đây. Thế nạ tu hành trả nhẹ nhàng nhất, không gì hơn hoang thất các quốc gia. Bọn họ cất bản không cần tu hành chăm chỉ cỡ nào, chỉ dựa vào hoàng tộc truyền thừa đã có thể đạt tới cảnh giới trí cao, người khác cả đời cũng không có tu hành đến từ hôm nay trở đi liễu hàm yên và lý thành không bao giờ cần về bạch vân sơn bế quan nữa vợ chồng bọn họ cũng không cần tách ra thật lâu nữa lý mộ đã có thể tưởng tượng bộ dạng cao hứng của các nàng sau khi biết được việc này liễu hàm yên nói chúng ta cũng có chuyện muốn nói với chàng đây loại tin tức trọng đại này đương nhiên phải đặt ở cuối lý mộ nói vậy các nàng nói trước đi Lý Thành hơi cúi đầu, vẻ mặt của Liễu Hàm Yên có chút ái náy nói. Chúng ta ngày mai phải về Bạch Vân Sơn rồi. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau tu hành đi. Lý Mộ nghe vậy thì thường sốt, Liễu Hàm Yên hỏi. Chẳng vừa rồi có chuyện gì quan trọng sao? Lý Mộ lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói. À, ta bỗng cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng như vậy nữa. Chúng ta buổi sáng ngày mai nói sau đi. Hắn vứt ống tay áo, đèn đốt trong phòng trực tiếp tắt đi. Sáng sớm, Lý Mộ trái ôm phải ấp, hai thân thể mềm mại, bởi vì hôm qua là một đêm cuối cùng, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều không chiếm độc chiếm Lý Mộ, sau khi trải qua gian nan lựa chọn mới quyết định ba người cùng nhau tu hành. Liễu Hàm Yên rúc vào trong lòng của Lý Mộ, nhớ tới chuyện đêm qua hỏi Lý Mộ. Chuyện quan trọng chàng hôm qua muốn nói rốt cuộc là cái gì? Lý Bộ mặc quần áo xuống giường, đi tới cửa mới nói. Nàng ngày hôm qua khen bệ hạ, trong lòng bệ hạ rất cao hứng, tính thường nàng một thứ đấy. Lý Úc Hàm Yên hỏi, cái gì vậy? Lý Bộ nói, đế khí của tổ miếu, tổ đế khí miếu, Đế khí của tổ miếu Đại Chu trong một trăm năm tới sinh ra, bệ hạ quyết định cho nàng cùng với Thanh Thanh, Tiểu Bạch, Vạn Vãn cũng có phần cho nên các nàng không cần về Bạch Vân Sơn nữa, về sau cũng không cần vất vả tu hành như vậy nữa. Liễu Hàm Yên chấn động nói, thật. Lý Mộ nói, ta ta có thể ở trên loại chuyện này lừa các nàng đây. Liễu Hàm Yên và Lý Thành liếc nhau, ngay sau đó hai cái gối đầu đồng thời từ trên người hướng Lý Mộ bay tới. Lý Mộ dành trước một bước đi ra cửa phòng, gối đầu lại bay trở về ở trên giường. Liễu Hàm Biên sắc mặt từng đỏ, Lý Thanh mang cả người đều chôn ở trong chăn. Phát hiện ba gã hoàng tộc một thế hệ trước của tiêu gia bị đuổi khỏi tổ miếu, Lý Mộ liền biết nữ hoàng là đang nghiêm túc. Cho nên, trong tương lai, trong thời gian phi thường dài, Lý Mộ chỉ cần làm vì một việc giúp cho nữ hoàng thống trị đại chu, cam đoan, đại chu nội bộ an ổn, bên ngoài không có kẻ địch mạnh, lòng dân niệm lực có thể luôn được bảo trì hoặc là tiếp tục tăng trưởng. Cái này không phải là vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính hắn, vì người hắn yêu. Trong trung tư tình, Liêu Nghi bảo người ta mang một đống tấu trường đưa đến trong phòng làm việc của Lý Mộ, tựa vào trên ghế, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Lý đại nhân quen thuộc kia, rốt cuộc lại đã trở lại. Trong phòng làm việc, Lý Mộ ngồi ở sau bàn, nhìn hai phần sổ con đặt ở trước mặt, yếu bày, dùng ngón trỏ chậm rãi gõ ở trên mặt bàn. Một đoạn thời gian vừa mới qua, uy hiếp lớn nhất đại thù đối mặt ở Yêu Quốc, không rảnh bận tâm cái khác, vô luận là thân quốc thừa gì hỗn loạn ở bên cạnh hai nước, khơi màu tranh đấu, hay là lòng dân niệm lực năm quận giảm xuống trên diện rộng đều chưa có tác động triều đình chú ý quá nhiều. Hôm nay, loạn Yêu Quốc tạm ổn định, triều đình và thiên hồ quốc như keo như sơn, hai chuyện này liền cần bị đưa đến trước đài. Cái này nhìn như là hai chuyện thật ra chỉ là một chuyện. Từ sau khi lần trước chiều cống tranh cãi đổ vỡ với đại chu thân quốc liền không quá an phận, vừa cấm thương nhân đại chu nhập cảnh, vừa hủy hoại thương phẩm đại chu trong được cảm xúc phản chu nghiêm trọng, nhiều lần nhiễu loạn biên cảnh, nam quận giáp với thân quốc, lòng dân niệm lực cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Lý mộ trước tấu xin nữ hoàng đi tổ miếu xem xét đỉnh niệm lực nam quận, nhưng nữ hoàng dẫn theo liễu hàm yên lý thanh cùng với trung linh ra ngoài chơi xuân không ở cung trường nhạc bảo lý mộ tự mình đi mà xem nàng lần này đi ra ngoài cũng chưa có mang theo mai đại nhân cùng với thượng quan ly vì thế lý mộ bảo các nàng theo hắn cùng đi tổ miếu tổ miếu là trọng địa đại chu chỗ nuôi dưỡng đế khí liên quan đến tương lai một quốc gia tiêu ra chính là vì không trông coi tốt đế khí mới đánh mất ngôi vị hoàng đế vì tị hiểm Lý mộ không thể một mình đi vào trong đó Lý mộ còn chưa nói cho các nàng Nữ hoàng tương lai tính cho các nàng Mỗi người một đạo đế khí Chu vũ chính là như thế Một người đắc đạo gà chó lên mây Hận không thể mang thứ tốt Đưa hết cho người ở bên cạnh Trong tổ miếu Ba lão già kia đã không ở đó nữa Ngay cả bộ đoàn trên mặt đất Nữ hoàng cũng bảo người ta ném đi trong đỉnh lớn trung tâm tổ miếu con rồng vàng uốn lượn ánh mắt của lý mộ nhìn về phía 36 cái đỉnh nhỏ độ sáng những cái đỉnh nhỏ đó đều có khác biệt nhưng trừ thần đô đỉnh nhỏ còn lại chênh lệch sẽ không quá lớn chỉ có một cái đỉnh trong đó ảm đạm đến cực tiềm lý mộ đi lên phía trước ở trên cái đỉnh đó thấy được một chữ nam đến đến tổ miếu một chuyến lý mộ xác định nam quận quả thực đã xảy ra một số chuyện hắn sau đó đi công phụng tuy một chiến, phái vài tên công phụng cảnh giới thứ năm đến năm quận điều tra xử lý việc này. Khi rời khỏi hoàng cung về nhà, Liễu Hàm Yên và nữ hoàng các nàng đã du ngoạn đi trở về. Hai ngày qua xử lý quá nhiều sổ con, hắn dựa vào trên ghế đá trong sân nghỉ ngơi, dưới tình huống toàn thân tâm thần thả lòng, rất nhanh đã đi ngủ. Vạn vạn đang giúp cho Liễu Hàm Yên rửa đồ ăn, quay đầu nhìn Lý Bộ một cái nói. Cổ già nhất định là mơ thấy chuyện gì tốt rồi, tiểu thư xem hắn cười vui vẻ tới cỡ nào kìa. Liêu Hàm Yên nhớ tới chuyện đêm qua, sắc mặt không khỏi đỏ lên nói. Nhất định là lại nghĩ chuyện không có đứng đắn đây. Chu Vũ đi đến đối diện Lý Mộ ngồi xuống, cái tay giấu ở trong tay áo vụng trộm bắt một cái ấn quyết. Lý Mộ hai kiếp cũng chưa từng vui vẻ như đêm nay, làm cho hắn ở trong mơ còn hồi tưởng lại một lần. Sau khi mộng tình, hắn mở mắt, nhìn thấy nữ hoàng ngồi ở đối diện hắn, trên mặt bịt kín một tầng màu hồng nhàn nhạt, nhạt. Lý mộ nghi hoặc hỏi, Bè hả, làm sao vậy? Chu vũ đứng lên nói, Không, không có gì đâu. Lý mộ nhìn nàng rời khỏi như đang chạy trốn, biết phải nói gì. Kỳ kỳ quái quái, đúng là khó hiểu. Bởi vì tâm cơ nho nhỏ của hắn đêm qua, buổi tối nay, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều không để cho Lý Mộ vào phòng, Hắn một mình ngủ ở thư phòng, thuận tiện tự hỏi vấn đề tu hành của mình. Chuyến đi đồng quận lần trước khiến hắn ý thức được một điểm yếu của mình. Tu vị đột biến, hắn vô luận là ở trên đất liền hay là ở không trung đều đã không sợ cảnh giới thứ sáu bình thường. Nhưng ở dưới nước, thực lực của hắn có thể phát huy ra phải cắt giảm đi nhiều, đối phó với một tên ngao nhuận cũng phải tốn không ít công phu. Cái này cũng không tính là điểm yếu của lý mộ, nhân loại ở dưới nước đấu pháp vốn đã không bằng thủy tộc trừ số ít yêu tộc thủy bộ lưỡng thê chỉ có lòng tộc có thể làm đến lục chiến và thủy chiến đều am hiểu cung phụng ti gặp thủy tộc làm loạn trừ tháo nước dưới tình huống bình thường là vô kế cả thi tuy bây giờ có ngao nhuận giao long công cụ này có thể dùng nhưng mỗi lần đều bảo gã xử trí những công việc không thực tế lý mộ ở trong đầu tìm kiếm một phen tìm được một loại đan dược tên là tị thủy đan nói là đan dược thật ra là một loại pháp bảo do tinh huyết thủy tộc luyện chế mà thành phàm nhân ngậm ở trong miệng có thể gặp nước mà không chìm tu hành giả mang theo bên người có hiệu quả tránh nước nhất, nhất định giảm bớt thực lực suy yếu ở lúc dưới nước đấu pháp trên người mang theo tị thủy đan tu hành giả nhân loại ở dưới nước cũng có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực nghe nói nếu có thể nuốt một viên nội đan long tộc ở dưới nước liền có thể có được năng lực của thủy tộc không chỉ có pháp lực sẽ không suy yếu còn có thể tăng trưởng trên diện rộng thậm chí khắc chế thủy tộc cấp thấp là pháp bảo tránh nước lý tưởng nhất nhưng trên đại lục bình thường không gặp được long tộc càng đừng nói là đạt được một viên nội đan long tộc vẫn là từ chỗ ngao nhuận kiếm một ít tình huyết luyện chế một ít tị thủy đoan phân cho quan phủ các quận để cho bọn họ chuẩn bị. Lần sau gặp phải tùy tộc làm loạn, bọn họ có thể tự mình đi xử lý, không cần cầu xin thần đô giúp đỡ nữa. Vốn là việc của nữ hoàng nên làm, về sau, lý bộ phải hoàn toàn lo lát nòng vì nàng. Lần này hắn không tính gọi ngao nhuận tới, con nghiệt long này đã quá lắm lời, vẫn là tự mình đi tìm gã thì yên tâm hơn. Nhớ đầu gã lắm miệng mang lời nói đùa của tính tâm khai ra, Lý Mộ còn phải ví tâm tư giải thích với các nàng. Trung quận, hồ nước lên nơi nào đó. Lý Mộ lơ lửng ở trên hồ nước, đáy hồ truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của Ngao Nhuận. Ê, chủ, chủ nhân, ta sai rồi, ta không bao giờ lắm miệng nữa đâu, ngài yên tâm đi. Chuyện ngài ở bên ngoài nuôi hai con rắn ta tuyệt đối không nói cho chủ mẫu đâu. Lý mộ thản nhiên nói, Ta không phải là tới tìm ngươi để tính sổ, mang tinh huyết của ngươi cho ta một chút đi, ta có chỗ muốn dùng tới đây. Ngao nhuận do dự một lát nói, Cái... Cái thứ hai thì có thể, cái thứ nhất có thể chờ ngày mai hay không, hôm nay không có đâu. Lý mộ từ trên người ngao nhuận, rút một thùng máu dao, tùy tay ném cho ngao nhuận sắc mặt trắng bạch hai viên đan dược, lên một lần nữa bay trở về thần đô. Luyện chế tị thủy đan còn thiếu một ít tài liệu. tí mộ tốn vài ngày thời gian đến thu thập luyện chế ra tị thủy đan đã là 10 ngày sau. Hắn tới cung phụng ti, mang mấy chục viên đan dược đỏ như máu giao cho cung phụng quản sự, nói Chỗ tị thủy đan này chia cho 36 quận, về sau gặp được sự kiện có liên quan đến thủy tộc thì không cần cầu xin giúp đỡ của thần đô nữa. Sau khi lưu lại, tị Thủy Đan, Lý Mộ hỏi hắn. Thế chuyện của Nam Quận như thế nào rồi? nói tới Nam Quận, công phụng kia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. bổng đại nhân, thân quốc cực kỳ thù hận với đại trù ta. Tuy nhà nước bọn họ cũng chưa có hành động gì, nhưng tu hành giả thân quốc lại ở bên cạnh Nam Quận không ngừng làm loạn. Hôm qua, cung phụng ty mới thu được tin tức, các đồng nghiệp chúng ta phải đi Nam quận để điều tra, đều bị tu hành giả thân quốc đả thương rồi. Lý mộ nhíu mày hỏi, Nam quận không phải có quân chú đóng hay sao, bọn họ chẳng lẽ ngồi xem người thân quốc xâm phạm biên giới. Cung phụng đó nói, Ôi, à, cái này Lý Đại Nhân còn đi có điều không biết, triều đình mang đại bộ phận, binh lực đều bố trí ở ngoài yêu quốc và quỷ vực, trong chấn bắc, Bình Tây, An Nam, địch đông bốn quân, thực lực Nam quân và Đông quân là yếu nhất. Huống chi, người thân quốc vô chỉ không phải là xâm nhập quy mô, bọn họ thường thường đều là một hoặc là hai người, vụng trộm vượt qua biên cảnh Nam quận. Nam quận cũng khó lòng phòng bị. Những ngày qua, tướng sĩ Nam quận bị thương ở trong tay của bọn họ cũng không có ít. Sau khi từ công phụng ti rời khỏi, Lý Mộ tới tổ miếu, phát hiện đỉnh niệm lực năm quận vận chuyển niệm lực so với trước kia không chỉ có chưa tăng trưởng, ngược lại càng thêm ảm đạm đi một chút. Người thân quốc động vào cái gì thì cũng được, chỉ là không thể động vào niệm lực của hắn. Hắn về sau có thể có mấy vị nương từ cảnh tới thứ bảy, có thể an tâm ăn cơm mềm hay không, dựa vào đó là niệm lực của dân chúng 36 quận ăn mấy mấy công phụng cảnh giới thứ năm ở nam quận bị thương lại phái người khác đi kết quả cũng là tương tự các quốc gia tổ châu có ăn ý với nhau vì tránh có chiến sự thăng cấp lưỡng bại cầu thường bên cạnh ma sát phải hạn chế tu vi cảnh giới thứ, thứ sáu trở xuống mà hai đại công phụng một khi nhúng tay vậy liền ý nghĩa đại chu và tấn quốc chính thức khai chiến chiến tranh mang đến chỉ có giết chóc với tử vong cái này trái với quốc sách chung sống hòa bình đại chu tuân thủ từ trước cho tới nay mặc dù là thắng cũng có thể sẽ làm ra hai năm cố gắng của lý mộ cùng với nữ hoàng trôi theo dòng nước không đến vạn bất đắc dĩ một bước này tuyệt đối là không thể đi có đôi khi tu vi thấp cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu hai vị đại công phụng không thể ra tay, Lý Mộ tự mình đi đến xem một chút. Sau khi báo cáo hành trình với nữ hoàng, Liễu Hàm Yên các nàng, Lý Mộ triệu hồi ra ngao nhuận lập tức rời khởi hành. Trong bốn quận, Đông Tây Nam Bắc, năm quận cách thần đô gần nhất, lấy tốc độ cực hạn của ngao nhuận không tới ba ngày đã đến đây. Nam quận Đại thu Nam quận giáp với thần quốc, từ khi lập quốc tới nay đã có một mũi quân đội đóng trú ở đây, tên là An Nam Quân. An Nam Quân lúc đình phong đối mặt với thần quốc khiêu khích, từng đánh vào nội địa thần quốc, suýt nữa công phá quốc đô thần quốc. Từ khi đó trở đi, thần quốc liền không gượng dậy nổi, cũng không dám xâm phạm đại chú nữa. Sau khi phía Nam biên ổn, triều đình bắt đầu không ngừng điều động, cường giả trong đại an quân đến Tây Bắc. Cho tới bây giờ, An Nam quân từng mạnh nhất, nghiễm nhiên trở thành đứng cuối trong bốn quân. Đường biên giới Nam quận cực kỳ dài, khác với Trấn Bắc quân, An Nam quân đóng ở Nam quận, lấy 10 người làm chạm phân tán đóng quân ở các nơi bên cạnh, thủ vệ biên cương đại trù. Mấy ngày nay, bởi vì thân quốc không ngừng xâm phạm biên giới, chạm gác Nam quận nhiều lần xảy ra xung đột với tu hành giả thân quốc, nhưng hai bên đều có điều khắc chế ở tình huống chỉ là bị thương không có mất mạng. Nam Hồ là một hồ lớn ở trên đường giao tới Đại Chu cùng với Thân Quốc. Trăm năm qua, hai nước đối với quyền sở hữu hồ này chưa bao giờ là lại hết tranh chấp, từng bùng nổ không ít ma sát. Về sau, vì bình ổn sự việc, hai nước đạt thành một cái hiệp nghị. Lấy hòn đảo nhỏ ở giữa Nam Hồ làm biên giới, Phía bắc hòn đảo nhỏ là quốc thổ của Đại Chu, phía nam hòn đảo nhỏ là lãnh địa của thân quốc. Trên Nam Hồ bị triển khai một trận pháp cấm không, tu hành giả không thể phi hành, tướng sĩ dân chúng hai nước cũng không cho phép vượt qua giới hạn hòn đảo nhỏ. Nhưng giờ phút này, bờ bắc Nam Hồ lại liên tục hiện lên hào quang pháp thuật. Mười tên tướng sĩ Nam Quận cùng đang cùng với hơn 20 tu hành giả thân quốc cổ chiến, nơi này là bờ Bắc Nam Hồ, quốc thổ đại thù, hiển nhiên là tu hành giả thân quốc vượt biên khiêu khích. Bọn họ, người đông thế mạnh, tướng sĩ Nam Quân liên tiếp bại lui. Một tiểu tốt trẻ tuổi sinh ra sự sợ hãi, nhịn không được nói. Bọn người nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ, nếu không rút lui trước đi, tìm biện binh đến một nam tù lớn tuổi khác sắc mặt cương nghị trầm giọng nói nơi này là lãnh thổ đại tu ta phía sau chính là dân chúng đại tu, một bước cũng không thể lui tiểu tốt hít thật sâu nhìn mọi người khổ chiến bên cạnh sắc mặt cũng dần dần trở nên kinh nghị pháp quyền trên tay biến ảo nhanh hơn nhưng tuy đối thủ của bọn họ thực lực cũng không phải là quá mạnh nhân số lại vượt ra bọn họ rất nhanh mọi người lên đều bị thương không có nhẹ các thủ hành giả thân quốc kia mặt ai cũng mang sự chiêu tức chào phúng mở miệng mười tướng sĩ đại chu mặt lộ vẻ khuất nhục và phẫn nộ lại không cách nào phản kháng lại ngay tại lúc bọn họ tính liều chết chiến một trận chân trời phía sau bọn họ thế mà lại xuất hiện một đường hào quang hướng về phía nam hồ lao nhanh đến trong hào quang có hai đạo khí tức cường đại hai đạo khí tức này từ trên phương hướng đại chu mà đến đám người nam quận mặt lộ vẻ vui mừng phấn chân đói việt việt bình tới rồi các tu hành giả thân quốc sắc mặt lại đã xảy ra biến hóa hai đạo khí tức rất nhẹ mạnh bọn họ không thể chiến thắng unun un nhảy xuống nam hồ ở phía sau phía dưới thần quốc chạy đi hào quang tốc độ cực nhanh đám người nam quận tràn ngập chờ mong nhìn luồng hào quang này biểu hiện trên mặt dần dần từ kinh bị biến thành chấn kinh theo hoàng hào quang dần dần tới bọn họ thấy rõ trong hào quang kia là một con dao lòng dao lòng đó toàn thân màu trắng đỉnh đầu có một bóng người đứng ở đó một người trẻ tuổi cưỡi dao lòng bỏ đến đáp ở bờ bắc nam hồ một nam tử trung niên vội vàng đi đến ôm quyền cung kính nói thòm quyến tiệt bối xin hỏi tiền bối là triều đình phói tới tiếp viện nam quận phải không Lý Mộ gật gật đầu nói Ta là đến từ công phụng ti Nơi này đã xảy ra các chuyện gì Nam tử trung niên chỉ vào Nam Hồ ở phía sau Nghiến rằng nói Khỏi bỏng đại nhân Là tu hành giả của thân quốc cậy mạnh Vượt qua biên cảnh của nước ta khiêu khích quân chú đóng của chúng ta Trước khi tiền bối đến Bọn họ vừa mới thoát đi Lý mộ cảm nhận được rất nhiều khí tức Trong Nam Hồ Nhìn ngao nhận một cái nói mang bọn họ hắn mang bọn hắn bắt hết lên đây đi ngao nhuận nghe vậy không chút do dự nhảy xuống hồ nam tử kia đang muốn ngăn cản lại đã muộn dưới mặt hồ hai cái bóng trắng như ẩn như hiện trên mặt hồ nổi lên sóng to lý mộ ở đáy hồ này thế mà lại phát hiện một luồng khí tức cường đại chỉ nhìn từ khí tức thực lực còn trên cả ngao nhuận nam tử trung niên kia bối rối nói đại nhân vẫn là mau bảo vật cưỡi của ngài đi lên đi đáy nam hồ này có một con rồng khổng lồ giúp người Tân quốc vì thường lợi hại đấy không cần hắn nhắc nhở ngay sau đó ngao nhuận phát ra một tiếng giống khổ sở, phá nước mà ra chật vật đứng ở bên cạnh của lý mộ hắn chỉ vào đáy hồ nghiến răng nghiến lợi nói với lý mộ chủ nhân trong đáy hồ này có một con rồng ta không có đánh lại Chúng ta tháo nước đi, không thể thả cho tỏa đi được. Lúc đối phó với ngào nhuận, có thể rút nước, nhưng nơi này là biên cảnh đại chu cùng với thân quốc. Tháo nước hồ này sẽ dẫn đến đại chu và thân quốc tranh chấp lãnh thổ. Đến lúc đó, thân quốc cắn ngược lại một cái, đại chu ngược lại sẽ trở thành một phe chủ động khiêu khích. Để lúc đó, dân chúng cùng với tướng sĩ Nam Quận tùy thân và uất đức liền phải chịu một cách vô ích rồi. Lý mộ nhìn Ngao Nhật một cái nói. Người nghĩ cách mang cô ta ép lên đây đi. Ngao Nhật sắc mặt đắng chát nói. ấy chủ nhân, đó là một con chân lòng đấy, ta không phải là đối thủ của cô ta đâu. Lý mộ thản nhiên nói. Người nếu có thể mang cô ta ép lên, lần này sau khi trở về, cho ngươi nghỉ một tháng, ngươi có thể về về đông quận một chuyến rồi. Bờ Bắc Nam Hồ, truyền đến một tiếng giống điếc tài ngao nhuận hóa thành thân thể giao long lao xuống hồ trong hồ lại bắt đầu có sóng to cuồn cuộn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng giống gầm lý mộ đứng ở bên vờ hỏi nam tử trung niên kia con rồng này là như thế nào nam tử trung niên ôm quyền nói bẩm đại nhân đàm hồ vốn là đại tu và thân quốc chia đảo mà chú đóng nhưng mấy tháng trước trần có một con rồng khổng lồ tới nơi này tướng sĩ quân ta tới gần hồ sẽ phập phải nó công kích người thân quốc nhân cơ hội chiếm lĩnh đảo giữa hồ đã khống chế toàn bộ nam hồ cũng liên tiếp lên bờ kêu kích đã thương rất nhiều lính gác của quân ta lý mộ vừa mới từ trong miệng vị quan này chạm gác này tìm hiểu xong tình huống trong hồ liền truyền đến một trận tiếng kêu rên ngao nhuận lại từ trong hồ bay ra ôm bụng trên bụng có một vết tường, đang lấy tốc độ mắt tường có thể thấy mà mau khép lại. Hắn lau mồ hôi lạnh ở trên trán nghĩ nghĩ mà sợ nói. Ồ, oh, nguy hiểm thật, cả nhà ngươi xuống tay thật ác đi. Tiểu bào bối của lão tử thiếu chút nữa đã không còn nữa đây. Chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, lo lắng lý mộ trách cứ. Hắn lập tức nói, chủ nhân bớt giận, ta còn có một biện pháp có thể ép cô ta đi ra. Lý mộ nhìn gã một cái nói. Nói đi. Ngao nhận nói. Chúng ta có thể đi tiểu xuống hồ này. Một người thì không có được. Gọi một trăm người, một ngàn người. Đến lúc đó ta không tin cô ta còn có thể nán lại ở dưới nước đấy. Hắn còn chưa có nói xong. Một cột nước thô to liền từ trong hồ bắn ra đánh vào trên người của Ngao nhuận mang hắn đánh văng xa trăm trượng. Ngao giận rất nhanh bay về chỉ vào hồ nước giận dữ nói có cái bản lãnh thì ngươi lên đây đi. Đáp lại hắn là một cột nước nữa. Quốc sự không có việc nhỏ, con rồng này bôi nhỏ là uy nghiêm đại tru, lý mộ trầm giọng nói với ngào nhuận. Mang giao đan của ngươi cho ta đi. Giao đan đối với gã cực kỳ quan trọng, không còn giao đan, thực lực của gã ít nhất tổn hại hơn phân nửa, nhưng chủ nhân đã mở miệng, ngao nhuận không có dám từ chối, cẩn thận phun ra một quả cầu to bằng trứng bồ câu, lo lắng nói với lý mộ chủ nhân nó đối với ta rất quan trọng đấy ngài phải tương tiếc nó một chút nha lý mộ cầm thật chặt viên đan này nhìn bộ dáng hắn thô bạo như thế trái tim của ngao nhận cũng đang nhỏ máu lý mộ mang viên đan này thu vào trong tay áo tung người nhảy xuống nhảy vào trong nam hồ một lần này hắn vẫn chưa cảm nhận được nước hồ bài xích ngược lại lại có một loại cảm giác thân cận yêu đan của ngao nhuận thì không thể tăng lên mức trần thực lực của hắn ở dưới nước lại cũng sẽ không khiến hắn bị áp chế. Lý mộ vừa mới xuống nước liền nhìn thấy một cái đuôi rồng hướng hắn mà quét đến. Tránh né thì đã không kịp, hắn vươn hai cánh tay vẫn như cũ bị đánh lùi mấy chục trượng, cánh tay phát tê, một con rồng to lớn màu trắng ở ngoài mấy chục trượng dùng con mắt to như đền lồng nhìn chăm chăm vào lý mộ. Lý Mộ sẽ không ngu ngốc đến mức do đấu thân thể với một con rồng khổng lồ. Hắn tâm niệm ghé động, một tia sáng vàng từ trong cơ thể bay ra, trường đạo ở dưới nước nhanh chóng phóng to, phủ ở chung quanh của Lý Mộ. Chưa như là nhưng chưa bảo vệ hắn như trước đây, thân chuông lưu động như nước chảy, thế mà trực tiếp bám vào trên người của Lý Mộ. Một lát sau, chuông đạo biến mất, thân thể của Lý Mộ nhìn như có biến hóa chỉ là màu da hơi đậm lên một chút. Trung linh hấp thu thiên địa nguyên lực sau khi biến nào thành người đã có thể phân ly với thân chuồng, chuồng đạo cũng thêm có cách dùng mà Lý Mộ không có ngờ được. Đuôi rồng một lần nữa đánh tới, Lý Mộ đứng ở tại chỗ, tùy ý cái đuôi rồng kia rơi ở trên người hắn. Thân thể của Lý Mộ chưa dao động một chút nào, đuôi rồng lại truyền đến một thanh âm. Lý Mộ nghe được ở dưới nước truyền đến một tiếng kêu đầu, hắn vẫn chưa cho con rồng này cơ hội vươn hai cánh tay ôm lấy cưới đuôi rồng thi triển đại lực chi thuật câu hình thân hình cấp tốc Và bay lên trên nam hồ nhấc lên bọt nước thật lớn một con rồng to lớn màu trắng dài hơn 10 trượng từ mặt nước bay ra cái đuôi đó bị lý mộ ôm lấy sau khi bay ra khỏi mặt nước trực tiếp xoay thân thể lấy đầu rồng thật lớn hướng lý mộ hút đến Đối mặt với đầu rồng khổng lồ tương đương thân thể của hắn kia, Lý Mộ cũng lấy đầu hút tới. Trong hư không truyền đến một tiếng đánh thật lớn, bóng dáng của một người một rồng bay ngược ra ngoài, chỉ là con rồng trắng lơ lửng ở không trung không có nhúc nhích, tựa như là đang bị hút cho ngây dại, mà bóng người kia đã tiếp tục hướng nó mà bay đi. Bên bờ, thân thể của Ngao Nhận thì đang run rẩy, lục lần hút như lần hút này gã nhìn thấy mà cũng cảm thấy đầu lấy thân thể kháng long tộc còn có thể chiếm cứ thượng phong lúc này gã mới biết thì ra lúc ấy chủ nhân vẫn nương tay đối với gã sau đó gã liền cao hứng hẳn lên hoành tay lớn tiếng nói đánh, đánh đi đánh đánh hắn đi mặc kệ con rồng cái kia cùng với nam nhân kia ai bị đánh hắn đều thích hắn thậm chí hy vọng con rồng cái kia xuống tay ác một chút, thầy hắn hùng hằng chút một cơn bực bội ở trong lòng. bên cạnh của ngao nhuận mười tướng sĩ nam quận bên bờ cũng đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. đây chính là một con long tộc trưởng thành, tuy tu vi là cảnh giới thứ năm nhưng không phải là cường giả cảnh giới thứ sáu không thể thuần phục. vị đại nhân công vụ ty này cũng không tránh khỏi quá mức cường đại rồi, có thể lấy thân thể máu thịt chống lại với long tộc. Trên bầu trời, đám đấm của Lý Thanh thì đã tới, con rồng to lớn kia bỗng nhiên há mồm phun ra một ngọn lửa. Đây chính là Long Tức, một trong những ngọn lửa lợi hại nhất thế gian, uy lực còn ở trên tam muội chân hòa, là một trong các tiền phú của chủng tộc Long Tộc. Đối mặt với hơi thở rồng này, Lý Mộ nâng tay, một vách chắn trong suốt ngưng tụ ở phía trước, mang một đường hơi thở rồng này ngăn cản trở lại toàn bộ. Con rồng to lớn kia lại ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Đỉnh đầu của Lý Mộ nhanh chóng tụ tập mây đen, lại thổi nên cuồng phong. Mưa mượn gió thổi, hướng hắn thổi quét đến. Lý Mộ đứng ở trong mưa, tàn nhiên nhìn con rồng to lớn kia. Ngày sau đó, đỉnh đầu con rồng to lớn cũng có mây đen gương tụ. Nước đầy trời đánh vào trên thân của nó. Con rồng này phát ra một tiếng giống đầu, của y thân rồng tiếp tục hướng Lý Mộ ập tới. Lý mộ điểm ra một chỉ thân rồng khổng lồ ở trên không dừng lại một chớp mắt rất nhanh đã dãy thoát khỏi trói buộc lúc này lý mộ mở miệng lần nữa khai trận lần này thân thể của con rồng này hoàn toàn dừng lại ở không trung thân hình của lý mộ chật lóe đã cưỡi ở trên thân con rồng này trên nắm tay hiện ra hào quang hung hăng nệ ở trên thân rồng con rồng to lớn phát ra một tiếng giống gầm thân thể vặn vẹo không thôi Lý mộ gắt gào bắt lấy công thần. Lý mộ gắt gao bắt lấy lông bờm ở sau lưng đó. Từng cú đấm rơi ở trên thân của con rồng này dẫn tới dòng gầm không có ngừng. Gào nhận ngẩng đầu nhìn một màn như thế này, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lầm bầm. Úp, nữ nhân cũng đánh là quá độc ác rồi. Các tướng sĩ Nam Quận vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người điên cuồng đánh một con chân long như thế. Một người lầm bẩm nói, Các công phục tỷ đã là cường đại như vậy rồi sao? Ngay cả chân long cũng bị hắn đuổi đánh. Mà mà sao hắn còn trẻ tuổi như vậy chứ? Nam tử trung niên kia nhìn bóng người ở trên không mà đánh tới con rồng còng lô này. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia sáng, ánh mắt kích động nói, À, ta biết rồi, ta biết hắn là vì ai rồi? ầm một tiếng lý mộ tung cú đấm toàn lực mang con rồng này từ trên trời đánh xuống đất bốc lên một đám khói bụi hắn lao thẳng xuống một lần nữa cưỡi lên thân của con rồng này bắt lấy lông bầm của nó một cú đấm rơi ở trên thân của con rồng đột nhiên thân rồng ở dưới thân hắn biến nào một trận giây tiếp theo lý mộ phát hiện hắn cưỡi ở trên thân một thiếu nữ áo trắng một bàn tay túm tóc của nàng một bàn tay khác nắm đấm hùng hằng nệ ở trên ngực của nàng. Tiểu nữ thét lớn một tiếng, mặc dù Lý Mộ đã thu hồi đại bộ phận lực đạo, nàng vẫn thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra một sợi từ máu. Lý Mộ buông tóc của nàng, từ trên người nàng đi xuống trầm giọng nói. Nguyệt xúc mà, người có biết cấu kết với thần quốc phạm và đại chu ta và bị tội gì hay không đây? Ánh mắt của Lý Mộ nhìn từ trên người mọi người đào qua, khi đào qua long lữ kia, nàng dùng mình một cái lập tức đói ta tên là ngao sưng tâm nhà ta ở nam hải ta là vụng trộm chạy đi ra bên ngoài ta vốn không muốn đối địch với các người nhưng có người đoạt đội đan của ta còn ép ta làm việc cho bọn hắn nữa lý mộ không đếm xỉa tới con rồng này bước nhanh đi đến giữa mấy tên lính gác dùng pháp lực ở trong cơ thể bọn họ tra xét một lần khi thu hồi tay, sắc mặt của Lý Mộ âm trầm, 10 tên lính gác có 7 vị phế đi tu vi, 3 vị bị thương nặng. Lý Mộ trước giờ Phật Quang tâm kinh ổn định thương thế cho ba nhân viên bị thương trước, lại cho bọn họ mấy bình đan dược để chữa thương. Bảy tên lính gác đan điền đã bị hủy, cứu chữa càng thêm phiền toái hơn. Lý Mộ cần luyện chế một lò đan dược thiên dài, đúc lại đan điền cho bọn họ. Cũng may, chữ vật không gian của hắn linh dược cực kỳ là phong phú, đại bộ phận đều là huyễn cơ đưa cho hắn, giúp bọn họ khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vừa mới đến năm quận, liền tận mắt thấy hai tên trận xung đột biến cảnh bên cạnh này, đủ thấy lính biên phòng thân quốc đã kiêu ngạo đến trình độ nào rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ ở dưới đám người Tống Tuyên dẫn hắn tới chủ doanh của Nam Quận. Nam Quận tổng cộng có 10 quân, chín quân còn lại là do đệ nhất quân thống lĩnh ở đây lý mộ được gặp thống lĩnh năm quận đệ nhất quân đây là một nam tử dáng người khôi ngô tu vi chỉ có cảnh giới thứ năm khi nhìn thấy lý mộ hướng hắn chắp tay hành một lễ nói lý đại nhân ngũ mộ đại danh ngài đã lâu lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói lời khách giáo bản quan không có nói nữa mấy tháng qua lòng dân niệm lực Nam quận đã quá mức hạ thấp rồi, bàn quan là vì việc này mà đến đây. Nói tới việc này, thống lĩnh Nam quận này đấm một phát ở trên bàn, nói, đúng là một đám xúc sinh này, không dám cùng với chúng ta chính diện đối cứng, chỉ là đi khắp nơi nhiễu loạn dân chúng. Mỗi khi đợi chúng ta đuổi tới, thời gian đã muộn, dân chúng bị bọn hắn quấy nhiễu khổ không có nói nổi. Bọn hắn hành tung bất định, mấy tháng qua nam quân cũng chỉ có mới bắt được hơn 10 tên vì thế tướng sĩ quần ta cũng chết trận mấy vị rồi lý bộ hỏi thế bọn hắn đâu trương thông linh nói đã nhốt ở trong ngục giam lúc này có một phó tướng vội vàng đi vào đại tướng nói tướng quân người thân quốc bên kia tới bọn hắn ở bên ngoài làm ầm lên yêu cầu chúng ta thả người của bọn hắn ra trường thông lĩnh cả giận nói thả cái gì mà thả thả gì bảo bọn hắn chẳng lẽ tướng sĩ của chúng ta liền hy sinh vô ích sao ngoài lều truyền đến một trận thanh âm ồn ào một nam tử quân lố lăng làn da ngầm đen xông vào hắn có giọng quan thoại đại chu không có tiêu chuẩn lớn tiếng nói các người không có quyền thử trí người của đại thân chúng ta cho dù là bọn họ phạm tội ở quốc gia các người cũng phải giao cho đại thần chúng ta tự xử trí đây là pháp luật tiền đế của các người đã chế định tương thông lĩnh nhỏ giọng nói ở bên tai của lý bộ cái này tuy đã là quy củ của tiền đế chế định nhưng người này tuyệt đối không thể thả tướng sĩ chúng ta không thể chết vô ích như thế được Thân quốc nhất định phải trả giá đắt đối với điều này Lý mộ đi đến trước mặt người thân quốc kia, nhìn hắn một cái tản nhiên nói. Tiền đế đã chết 5 năm bây giờ, 5 năm rồi, bây giờ quy củ này lại sửa rồi. Đại chu chính là thiên triều thượng quốc, người nước khác ở đại chu phạm tội, tội thêm một bậc. Người của thân quốc, người của thân quốc kia trừng mắt nói. Người là ai? Luật pháp một quốc gia là người nói sửa liền sửa sao? Lý mộ mỉm cười nói. Ây, thật ngại quá, đúng là vậy đấy. Hắn nhìn về phía trường thống lĩnh nói Mang phạm nhân thân quốc dẫn đến đây Trường thống lĩnh ôm quyền phân phó thủ hạ Dẫn người lên Mấy người ra ngoài Ở ngoài đại danh Nam Quân đứng Dựng đứng một loạt bia đá Trường thống lĩnh giải thích với Lý Mộ Đây đều là tướng sĩ Nam Quận Mấy năm nay ta hy sinh chỉ Ta chỉ có thể mang di thể của bọn họ chôn ở chỗ này Trước những tấm bia đá này còn khắc tên và sinh thần, ánh mắt của Lý Mộ nhìn lại, nhìn từ thời gian sinh tuất, có thể số chiến sĩ lúc hy sinh cũng mới chỉ có 18-19 tuổi. 13 phạm nhân thân quốc bị dẫn đi theo ra, nhìn thấy bên ngoài có mười mấy người của bọn họ đứng, con tường có thể trở về, trên mặt lộ ra nụ cười, đang muốn đi qua, lại bị chiến sĩ nam quân phía sau để chặt lại. Lý mộ quay đầu nhìn nói, dẫn bọn hắn lại đây. Ba người 13 người không ngừng phản kháng giãy giụa, cuối cùng vẫn bị áp giải tới đứng ở phía trước những bộ biên này. Lý Mộ thản nhiên nói: "Để bọn hắn quỳ xuống đi." 13 người thân thể đứng thẳng tắp, không có một ai quỳ xuống, ánh mắt của Lý Mộ nhìn bọn họ, trên người có một luồng khí thế vô hình nhập vào cơ thể, 13 người này bỗng nhiên cảm thấy thân thể áp bức gấp bội như núi lớn đè xuống bọn họ cắn răng muốn tiếp tục đứng thẳng nhưng lưng lại cong xuống theo áp lực đỉnh đầu càng lúc càng lớn đầu gối của bọn họ cũng cong xuống cuối cùng cũng chỉ nghe thấy mười mấy tiếng vang phành phành mọi người đều quỳ gối ở trên mặt đất nếu không quỳ lực lượng đó sẽ mang xương cốt của bọn họ đều ép vỡ đi Tên thứ giả trong quân của thân quốc kia thấy vậy, dẫn dắt mười mấy tùy tùng muốn tiến lên. Lý mộ quay đầu nhìn bọn họ một cái, khí thế ngoài thân quét ngang. Người này cùng mười mấy người bên cạnh nhịn không được lùi lại mấy bước, bị một hơi thở khủng bố tập trung. Bọn họ đứng ở tại chỗ, không dám có lấy một cử động, cái chán mồ hôi như mưa tuôn ra. Trường thống lĩnh đứng bên cạnh Lý Mộ cũng cảm nhận được luồng khí thế này trong lòng chấn động vô cùng lý đại nhân trong truyền thuyết so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn trước doanh tướng một bảng yên tĩnh lý mộ cúi đầu nhìn người tàu tiên quỳ xuống hỏi hắn phạm phải tội gì một phó tướng đi lên phía trước đói ngồi này gian dâm mấy nữ tử của nam quận lý mộ tùy tay rút ra bội đao bên hồng của phó tướng kia lấy ngón tay làm bút ở trên thân đao vẽ một phù văn sau đó ở đại tu chúng ta, kẻ gian dâm xử 3 đến 5, 10 năm tù, kẻ tinh tiết nghiêm trọng có thể xử tử hình. Người gian dâm mấy đứa tử, phán ngươi chảm lập tức hành quyết, không quá phận chứ. Ở dưới khí tế cường đại áp bách, tu hành giả thân quốc kia căn bản không thể mở miệng, hắn chỉ cần mở miệng tiết hơi ra sẽ bị khí thế này đè sập xuống. Hắn không thể mở miệng, cũng không có cơ hội mở miệng. Lý mộ giờ tay chém xuống, một cái đầu lăn lông lốc, máu tươi nóng bỏng từ trong thi thể không đầu chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất ở phía trước. Trên đảo có khắc phủ văn, một đao hạ xuống, hồn phi phách tán, thân thể tử vong, ngay cả nguyên hồn phách cũng không thể lưu lại. Trường thông lĩnh ánh mí mắt giật giật, rất nhanh, trong mắt liền chỉ còn có khoái ý, Hắn cũng muốn làm như vậy nhưng không có phần quyết đoán như của Lý Đại Nhân. Dư giả thân quốc sắc mặt xanh mét nhưng ở dưới khí thế ghê bị áp bách lại không thể tiến lên một bước, thậm chí ngay cả mở mồm cũng cực kỳ khó khăn. Ngao nhuận sắc mặt trắng bệch, vụn trộm hướng phía sau ngào thường tâm kia né tránh. Ngào thường tâm ngay từ đầu dám biểu hiện kiên cường, đơn giản cho rằng không có nhân loại nào dám giết hại long tộc, nhưng bây giờ nàng không có dám cược nữa. Từ vừa rồi mới bắt đầu, nam nhân nhìn như ôn hòa này đã liên tục giết hai người. Hắn xuống tay là dứt khoát như vậy. Đây căn bản chính là một đau phủ giết người không có chớp mắt. Hắn có lẽ thật sự dám giết dòng đây. Ngào sừng tâm không thể dùng mạng mình đi cược được, cũng không dám dùng mạng mình đi cược. Nàng giờ phút này chỉ có hối hận, dù biết thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy cho dù là đáp ứng phụ thân thành thân với kẻ kia ở đông hải nàng không vừa mắt lại có thể như thế nào trung quy cũng tốt hơn so với đào hôn mới thoát có nửa năm nội đan không còn bây giờ ngay cả mạng nhỏ cũng không có đảm bảo trong mắt của nàng lập tức nước mắt trong lòng vô cùng hối hận nói chà con con sai rồi chà mau tới cứu con đi Lý mộ chém trong người đầu tiên, lại nhìn về phía người thứ hai quỳ xuống hỏi. Hắn phạm tội gì? Phó tướng đó hít thật sâu, nghiến giặc nói. Ác ý tấn công chạm gác quân ta, một lính gác quân ta bởi kẻ này bà đã hy sinh. Tội chết! Lý mộ vung đau lần nữa, lại xác chết không đầu ngã xuống. Theo 13 thi thể không đầu ngã xuống đất, chung quanh quân tướng đã một mảng yên tĩnh vô luận là tướng sĩ nam quân hay là sứ giả thân quốc đều nín thở thở mạnh cũng không dám chung quanh yên tĩnh tới mức bọn họ có thể nghe được tiếng hít thở cùng tim đập mệt của mình rất nhanh người trẻ tuổi đại tu kia liền mở miệng lần nữa tiếng hắn cũng không có lớn lại khiến mấy người của thân quốc kia khắp cả người thấy phát lạnh từ hôm nay trở đi thân quốc hộ vệ quân tự tiện vượt qua biên giới phế bỏ tu vi đuổi về tấn công chạm các đại chu kêu khích quân sĩ đại chu giết không tha gây họa đại chu nhiễu dân tổn thương dân giết không tha ở bên hồ phát hiện bọn họ thì mang bọn họ dìm chết ở dưới hồ ở trong núi phát hiện bọn họ thì mang bọn họ treo cổ ở trên cây tuyệt đối không đường chiều buông tha cho một người nào hắn thu hồi khí thế tên sứ giả thân quốc kia cũng cùng với tùy tùng của hắn hai chân mềm nhũn ngã vật xuống đất Lý Bộ nhìn bọn họ một cái, nói với thường thống lĩnh. Mang bọn hắn trục xuất trở về, mang sắc 13 người này bay ở trên đường biên giới đi. Đường biên giới đại thu cùng với thân quốc rất dài, chỉ dựa vào trạm gác thừa thất là ngăn không được người của thân quốc, chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết mang bọn hắn giết thê thảm, giết sợ mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn nam quận hỗn loạn. Từ khi tu hành tới nay, Lý Mộ rất ít động sát tâm, nhưng nhìn từng cái mộ bia kia ở trước đại tướng của Nam quân này hy sinh đại trù tướng sĩ, hắn ra ý trước này chưa từng có nổi lên. Không biết từ khi nào bắt đầu hắn đã băng mình coi là một phần tử của đại chu Hắn đứng ở phía dưới mười, phía trước mười ba cái xác chết không đầu, xoay người, ánh mắt vừa lúc nhìn về phía ngao nhuận cùng với ngao sừng tâm, sắc mặt trắng bệch Ở dưới ánh mắt không thích bất cứ cảm tình gì của lý mộ, thân thể một dao một dòng đồng thời run lên. Ngao thường tâm run lên vội vàng nói, đừng, đừng, đừng giết ta, ta có thể thay các ngươi thủ cái hồ đó, cũng có thể làm vật cưỡi của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn có được một con rồng làm vật cưỡi sao? Đoạn lời này khiến cho Lý Mộ có sự động tâm, nhưng Ngao nhận lại giật mình một cái, toàn bộ lông tóc trên người dựng ngược lên, hồn cũng sắp bị dọa đi ra. Nếu chủ nhân thu con rồng này làm vật cưỡi, không phải không có việc của gã hay sao? luận thực lực gã không mạnh bằng con rồng này luận thân phận hắn là dao đối phương là rồng hắn cũng thấp hơn rồng một bậc luận về giới tính chủ nhân tháo sắc như thế mặc kệ ban ngày hay là buổi tối khẳng định càng thích cưới một con rồng cái hơn một không phải là một con dao đực như vậy hắn liền không có một chút giá trị nào hắn phốc một tiếng quỳ ở trên mặt đất ôm chân của lý mộ nước mũi nước mắt khóc giống lên Ừ, chủ, chủ, nhân đừng có mà ta không có công lao cũng có khổ lao ngài không thể để con rồng mới này liền quên con dao cũ là ta ngài có thể cưới con rồng cái này ta đi thù cái hồ kia ngài ngài đừng có giết ta nha lý mộ đã văng hắn ra tức giận nói ai nói là giết người chứ sau khi đã văng ngao nhuận hắn nhìn về ngao trương tâm thản yên nói vì người là bị ép nhưng cái này cũng không thể xóa đi hành vi phạm tội của người phạt ngươi làm vật cưới ba năm, ngươi có bằng lòng hay không? Ngao Sương Tâm không hề do dự đói. Nguyện ý, ta nguyện ý trở thành vật cưới của ngươi. Tuy Long Tộc có thôn nghiêm của Long Tộc, nhưng bất cứ thời điểm nào cũng là tính mạng quan trọng hơn. Chẳng qua là cho nam nhân đáng sợ này cưới ba năm mà thôi, ba năm rất nhanh sẽ trôi qua, mà đến lúc đó, nàng liền lập tức bay về trong biển, nội đàn cũng không cần, cả đời cũng sẽ không có giàn nữa. Lý Mộ nhìn nàng một cái nói, không phải là trở thành vật cưới của ta đâu, chủ nhân của ngươi là người khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Hắn từng đáp ứng bắt giữ cho nữ hoàng một con rồng làm vật cưới để cưới chơi, con rồng cái nhỏ này vừa lúc là thích hợp, lấy tính tình của nữ hoàng, ba năm sau, nàng chỉ sợ cũng chơi chán rồi, đến lúc đó trả cho nàng sự tự do, coi như là hắn lại hoàn thành vô thứ hẹn đối với nữ hoàng. Nghe được mình không phải là lầm vật khởi cho hắn, trong lòng của Ngao Thương Tâm cũng hơi an ủi. Hy vọng chủ nhân của nàng không là nam nhân, nếu là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thì không có gì tốt hơn. Ánh mắt của Lý Mộ một lần nữa nhìn về phía một loạt mộ bia kia, nhìn từng cái tên xa lạ ở trên đó, nói với trường thống lĩnh. Ta muốn lập một cái bia cho các anh hùng này, trên bia khắc tên của bọn họ để hậu nhân thấy kinh ngưỡng. Trường thống lĩnh gật gật đầu nói, tò đến đàn bài chỉ là tấm bia này nên đặt ở nơi nào lý mộ nghĩ nghĩ nói đặt ở bên cạnh biên giới người thân quốc nhập quan đi đại chu và thân quốc nhiều năm thông thương biên cảnh nam quận thiết lập cửa ải tương nhân đại chu rất quan người thân quốc nhập quan đều phải thông qua một cái thành nhỏ này một ngày này một tấm bia đá cực lớn bay tới đáp ở phía trước thành nhỏ này biên giới của đại chu cùng với thân quốc tấm bia đá cao khoảng 10 trượng, trên đó điều khắc hoa văn huyền bí, trên tấm bia còn khắc dày đặc chữ nhỏ, dưới tấm bia đá, mười mấy thi thể người thân quốc đang quỳ. Hộ vệ thần quốc bởi vì hơn 10 người quốc gia mình đã bị giết, đã sớm tầm kết tội ngũ ở trước biên giới, thấy một màn như vậy càng giận không thể át. Hai bóng người đứng ở trong quốc cảnh đại chu các loại ngôn luận không chịu nổi lọt vào trong tai trường thống lĩnh nói đám người thân quốc này cũng không biết lấy đâu ra cái tự tin nếu không phải là khai chiến hao tồn tại tốn tài tốn của chiều ta cả đời sẽ giữ gìn hòa bình tiết kỵ đại trù đã sớm san bằng thân quốc rồi lý bộ nhìn người thân quốc tình cảm quân chúng vẫn độ thản nhiên nói xem cái này xem ra cái này không dọa được bọn hắn rồi trường thông lĩnh nói Ta tiếp xúc với bọn hắn nhiều năm, bọn hắn chính là như thế đấy, không chỉ có mù quán tự tin, hơn nữa còn mạnh miệng nữa. Lý Bộ nghi nghĩ nói, xem ra chỉ là chém bọn hắn còn chưa có đủ đâu. Ngay cả sự trảm cũng không đủ, còn có cái gì so với sự trảm càng đáng sợ hơn, trường thông lĩnh nghi hoặc nói, Lý Đại Nhân còn tính làm cái gì? Lý Bộ lấy ra pháp ký truyền âm với thị tông, đưa vào pháp lực, chờ đợi hồi lâu đối diện mới chuyển đến thanh âm cung kính của trần thập nhất đại trưởng lão có gì dặn dò lý mộ thản điên nói mang hai trưởng lão đến đại chu nam quận tìm ta đi đám người trần thập nhất từ Tiên hồ quốc đến nơi đây nhanh nhất cũng phải bảy ngày thời gian trở lên Từ dịp mấy ngày này lý mộ mang đại bộ phận linh dược trong chữ vật không gian của hắn đều luyện chế thành đan dược phần cho chiến sĩ nam quận bị thương giúp tướng sĩ nam quận bị phế bỏ tu vi đúc lại đan điền Tân quốc hộ vệ quân tuy mạnh miệng, nhưng mười mấy thi thể bay ở trên đường biên giới, bọn họ chỉ cần vừa mới ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong lòng không úy kỵ là không có khả năng. Ngay gần đây, các nơi Nam quận, sự kiện người của Tân quốc vượt biên giới khiêu kích lập tức liền đi ít hơn phần nửa nhưng còn có một số bộ phận vẫn chưa bị lý bộ dọa ngược lại làm quá quát hơn kết bạn xông vào mười mấy trạm gác đợi tới lúc viện binh đuổi tới dưới đại bộ phận tình huống chỉ có chiến sĩ nam quận bị thương người thân quốc đã sớm bỏ trốn mất dạng lý bộ bảo ngao nhuận cùng với ngao thương tâm ở biên cảnh tuần thú mấy ngày cũng mới chỉ bắt được có ba người loại hiện tượng này không có cách nào từ trên căn bản ngăn chặn lại làm giặc dễ dàng phòng giặc cũng khó Ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của bọn họ là nơi nào, bọn họ có thể làm, chính là bắt được tên nào hay tên đó. Giết bọn hắn hoàn toàn tôi sợ rồi, tự nhiên sẽ tu tay lại thôi. Mấy ngày sau, Lý Mộ ở trong doanh trướng gặp được Trần Thập Nhất, Hàn Thập Tam cùng với Tôn Thất. Ba người này là ba trưởng lão thực lực mạnh nhất của thi tông, ở trên đạo luyện thi cũng rất có trình độ. Ba người quỳ một gối xuống đất, đồng loạt hướng Lý Mộ ôm quyền khom người lớn tiếng nói tham kiến đại trưởng lão. Lý mộ ra hiệu cho bọn họ đứng dậy sau đó hỏi. Yêu quốc bây giờ tình huống như thế nào rồi? Trần thâm nhất nói. Từ sau lần trước đại chiến, thiền làng quốc liền co đầu rụt cổ ở thành lĩnh không có già, chưa có động tác gì nữa, thiên hồ quốc đang hấp thu yêu tộc lớn nhỏ ở chung quanh. Lý mộ lại hỏi. Thế huyện cơ gần đây đang làm cái gì? Trần thâm nhất nói. Vài phần nữ vương bệ hạ từ sau lần trước từ đại chu trở về liền một mực bế quan không có ra. Hỏi bọn họ mấy vấn đề, Lý Mộ mở miệng lần nữa nói. Lần này ta tìm tới các người là có nhiệm vụ giao cho các người đây, các người đi theo ta. Lý Mộ mang theo ba người tới dưới bia kỷ niệm liệt sĩ Nam Quân, đồng thời bảo Trương Thông Lĩnh mang ba tiền thần quốc hộ vệ quân ác ý tấn công chạm gác Nam Quân, đã thương lính gác Nam Quân dẫn theo tới. Tấm bia đá dựng ở phụ cận biên giới, bên cạnh hai nước nơi này lấy sông làm danh giới. Một bờ là Đại Thu, một bờ là Thân Quốc. Hai nước đồng thời ở bên bờ đóng trọng binh. Khi Lý Mộ dẫn người ở bờ Bắc tụ tập, Thân Quốc hộ vệ bờ bên kia cũng có thể kiềm chế không được bắt đầu quan sát. Bờ Bắc Một phó tướng dùng loại quan thoại Thân Quốc lớn tương đối. Bà kẻ này biên giới tấn công trạm gác Nam quân ta, còn thương tướng sĩ nào quần tà theo luật đáng chém các người lấy làm bài học đừng dẫn vào giết xe đổ của bọn hắn hành hình kẻ hành hình vung trường đao bà thần quốc hộ vệ đầu rơi xuống đất máu tươi phun ở trên mặt đất dưới bia kỷ niệm bắt đầu từ thời kỳ tiên đế đại chu thần quốc đã ở đại chu hưởng thụ rất nhiều đặc quyền một cái quan trọng trong đó là đại chu không có quyền xử trí quốc dân của thần quốc vô luận là quân của thân quốc hay đại chu phạm tội gì đều phải bị chuyển giao về triều đình thân quốc để xử trí thân quốc tự nhiên sẽ không xử trí quốc dân của mình trước kia đều là giả vờ giả vịt mà thôi ngày mà ngay tại vừa rồi bọn họ tận mắt thấy bằng hữu đồng bào của bọn họ bị chu quốc xử trảm cái này không chỉ đưa chưa có dọa được bọn họ ngược lại làm cho trong lòng bọn họ càng thêm phẫn nộ rất nhiều thân quốc cách sông nhìn giọng điều bi phẫn đến cực điểm kế tiếp đối diện lại đã xảy ra một màn làm cho bọn họ xem không có hiểu không biết bắt đầu từ khi nào một đám xương xám bỗng nhiên bao phủ thi thể lạp kiệt tạp tế cùng với sa nhĩ mã hơn nữa không ngừng khuếch tán ra thi thể hơn 10 người của thân quốc hộ vệ quân bị người người của trung quốc giết chết, chết quỳ gối trước tấm bia đá cuối cùng cũng bị xương xám bao phủ trong sương xám yên tĩnh như chết thân quốc hộ vệ quân ồn ào ở bên kia sông cũng chậm rãi an tĩnh trở lại sương xám này làm cho bọn họ từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị là một loại không khí khủng bố lan tràn ở trong thân quân ngao nhuận đứng ở xa xa nhìn đá sương xám đó trong lòng cũng cực không thoải mái cẩn thận hỏi lý mộ nói chủ nhân bọn họ đang làm gì vậy lý mộ thản nhiên nói luyện thì đấy Lão Nhuận hít mạnh một hơi. Ngự, những người thân quốc này cũng quá tê thảm rồi. Chết rồi cũng không có được yên. Còn phải bị người ta luyện chế thành cường thi. Tùy hắn cũng không đồng tình với những kẻ so với hắn còn không có điểm mấu chốt hơn. Nhưng vẫn không khỏi từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho hắn nghĩ kỹ mà sợ là vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn những thi thể kia khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Ngao nhuận sau khi cẩn thận nhớ lại, thân thể không khỏi run run. Đó là một loại ánh mắt lúc chủ nhân vừa mới bắt giữ được hắn nhìn hắn thay sao? Chẳng lẽ lúc đó chủ nhân tính mang hắn cũng luyện thành thi thể? Nghĩ đến đây, Ngao nhuận nghĩ mà lại còn sợ. Nếu không phải là hắn lúc ấy cơ chí, chỉ sợ bây giờ đã trở thành một khối dao thi thể nghe lời. Một cảm giác nghĩ lại thấy mờ sợ lan tràn toàn thân. Ngao nhuận hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi. Người làm gì thế? ngao nhận nuốt một ngụm nước bọt quỳ ở trên mặt đất thuận thế nói. Chủ nhân, ngài, ngài mỏi không? Ta giúp ngài đấm chân cho một chút. ngao thường tâm cũng vội vàng chạy tới, đứng ở phía sau lý mộ nói. Ta giúp người bóp vai nhé. Ở bên cạnh nam nhân này càng lâu, chuyện đáng sợ nàng nhìn thấy càng nhiều. Trước kia, nàng cho rằng chết rồi xong hết mọi chuyện. Không ngờ tử vong cũng không phải là chấm dứt. Nàng khó có thể tưởng tượng là người ta sau khi chết thi thể còn gặp phải tra tấn như vậy bên cạnh tương Thông lĩnh một văn thư yết hầu giật tật hỏi tướng quân bọn họ đã chết rồi chúng ta như vậy có phải không quá nhân đạo hay không trương Thông lĩnh nhìn hắn một cái lạnh lùng nói nhân đạo cái gì cái gì là nhân đạo nhân đạo chính là tướng sĩ chúng dân chúng của chúng ta phải chịu người của thân quốc quấy giày không ngừng hay sao ta nói cho các người cái gì là nhân đạo nhân đạo chính là dùng hết toàn lực của chúng ta bảo hộ dân chúng đại chủ ta bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đại chủ ta đều phải trả giá thê tảm và đau đớn cho dù bọn hắn đã chết thì thể cũng phải tiếp tục chuộc tội văn thư đó nốt nuốt một ngụ nước bọt cúi đầu không hỏi nhiều nữa một canh giờ sau bờ nam ở trong sự chờ đợi bất an của mấy trăm hộ vệ của thân quốc thường mù màu xám ở bên bờ kia rốt cuộc dần dần tàn đi trong sương mù xám, có ba người chu quốc, còn có hơn 10 bóng người trình tề đang đứng thẳng, trên người tản mát ra khí tức quỷ dị. Thời điểm nhìn thấy những người đó trong thần quốc, vô số người sắc mặt biến đổi hẳn đi. Lúc này, về mặt đám người thân quốc hộ vệ quân này đã từ phấn nộ biến thành sợ hãi, bằng hữu đồng bạn của bọn họ sau khi chết không được yên nghỉ, biến thành loại tồn tại khủng bố này so với khai chiến cùng với đại chu càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn. Ba người bọn Trần Thập Nhất lắc lắc chuông ở trong tay. Các cương thi do thi thể phạm nhân Trần Thân Quốc luyện thành liền đi theo bọn họ bật nhảy đi xa. Một canh giờ này tiến hành chỉ là bước đầu tế luyện. Sau khi hoàn thành toàn bộ tế luyện, những cương thi này mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lý mộ nhìn phản ứng của người thân quốc bên bờ kia, xoay người rời đi. Hắn muốn hắn muốn trước mặt của bọn họ mà những người đó luyện thành cương thi khiến cho bọn họ rõ ràng nhìn thấy kết cục xâm phạm đại chu so với tử vong còn khủng bố hơn trong doanh trướng lý mộ nói với trương thống lĩnh bảo văn thư trong quân viết mấy công văn do quan phủ địa phương nam quân dán ở các nơi trong thành về sau giết mỗi một tên đến xâm phạm đều phải báo cho mọi người bảy ngày sau quan các trạm nam quận báo cáo Mấy ngày nay, người thân quốc không có động tính lại nữa, các huyện cũng chưa từng có chuyện nhiễu loạn dân chúng xảy ra. Một loạt thủ đoạn thấm xét này cuối cùng mang người của thân quốc hoàn toàn chấn trụ. Lý mộ lại thông qua linh loa hồi nữ hoàng trong tổ miếu, đỉnh niệm lực nam quận ánh sáng vàng lại bừng lên, còn tuy còn chưa có khôi phục như bình thường, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Nghiêm trị xong đám người thân quốc, khiến niệm lực của dân chúng Nam Quận tăng bọt, chỉ cần có thể duy trì Nam Quận yên ổn, chuyện niệm lực liền có thể giải quyết. Tùy hắn mới đến Nam Quận chưa tới nửa tháng, liền giải quyết hai vấn đề này, nhưng Lý Mộ cũng không tính cứ như vậy sẽ trở về. Thần quốc, cơn giận này hắn không thể nuốt xuống được. Đại chu đối với thần quốc là không có tâm tư khác. Thứ nhất, đại chu lãnh thủ đủ lớn, không có bao nhiêu hứng thú đối với chiếm lĩnh thần quốc, nếu không thân quốc trăm năm trước đã bị nhập vào bản đồ của đại chu mà thứ hai ung quốc cảnh quốc lương quốc các nước văn hóa tương tự chung ngôn ngữ với đại chu quốc dân các quốc gia chỉ từ trên bộ dạng khó có thể phân biệt như nhưng thân quốc thì khác bộ dạng người của thân quốc khác biệt rất lớn với các quốc gia văn hóa tập tục cũng rất khác đối với các nước của tổ châu mà nói bọn họ là dị tộc đại chu chỉ muốn giữ một mẫu ba phần đất của mình không có hứng thú đối với chiếm lĩnh đất của dị tộc nhưng từ khi đại chu lập nước tới nay thân quốc đã không ngại phiền hà ở bên bờ vực tìm chết điên cuồng thử phàm là đại chu gặp nạn thân quốc nhất định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhiễu loạn lòng dân điệm lực nam quận tuy không tạo thành được thương tổn quá lớn đối với đại chu nhưng cũng đủ thấy đã gây tởm